Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Đạt đây. Và mình sẽ đăng cho các bạn một YouTube rất đấu con quay nha các bạn. Thì mình cũng giới thiệu luôn, đây là người chưa kế nhiệm thứ ba của con quay huyền thoại. Và mình xin giới thiệu với các bạn luôn, xin mượn. Đây là con quay thứ hai Mạnh Huyền Thoại đã từng đánh bại chú tể con quay, thì chắc ai cũng biết là Ronaldo đúng không? Còn đây anh Khang, anh ấy đang giữ một con quay huyền thoại đã từng đánh bại Ronaldo và người thứ nhất mạnh nhất. Và mình cũng xin thông báo với các bạn luôn là không chỉ là quay con quay thôi đâu, là tụi mình còn có quay Minecraft đồ nữa ha. Và mình xin nói với các bạn luôn là mình sẽ quay vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu nha các bạn. Nhưng mà có giờ nào thì mình cũng không biết. Thứ ba nữa các bạn. Có khi mình bận, mình không có quay đúng giờ được nha các bạn. Thì các bạn buổi sáng thì mở lên không có, thì đợi buổi trưa không có, thì buổi chiều không có, buổi tối không có, buổi tối không có, thì một số khổ lại uống mới có. Và mình cũng thông báo với bạn luôn là cái tin thông báo của mình là như vậy. Thì mình xin chúc các bạn có một kỳ nghỉ hè tốt,